Bong bóng thì được đánh dấu bởi tâm lý phấn khích quá đà và những dự báo của giới truyền thông và cảm giác hối tiếc của những người đã không tham gia vào việc hình thành nên bong bóng. Do đó thì bong bóng được sinh ra trong cái sự tự tin thái quá và nó được nuôi lớn bằng việc là kỳ vọng và cuối cùng chết đi khi mà nó quá cái giá trị thực của nó. Vậy thị trường bất động sản được nuôi lớn như thế nào, tạo ra bong bóng và hình thành bong bóng trong những năm vừa qua ra làm sao? Kính mời quý vị và các bạn cùng Thắng ơi sẽ chia về chủ đề này. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với Thắng về việc là nguyên nhân nào khiến nền kinh tế Việt Nam trong suốt hơn 20 năm gần đây thì đang có những cái dấu hiệu cho thấy có tới 2 hoặc 3 lần tạo nên những cơn sốt về thị trường bất động sản, tạo nên những quả bong bóng trong thị trường bất động sản. Nguyên nhân nào dẫn đến câu chuyện đó, và chúng ta hãy làm rõ xem là những nguyên nhân đó có còn tiếp tục diễn ra trong thời gian sắp tới hay không. Những nguyên nhân đó được thổi bùng lên, được nuôi lớn và cách thức vận hành để tạo ra một cái bong bóng bất động sản như thế nào, thì Thắng sẽ dùng một số cái hiểu biết, những cái chia sẻ của mình để gửi gắm đến anh chị và các bạn những cái thông tin, những nguyên nhân dẫn đến câu chuyện tạo nên những cái bong bóng bất động sản nói riêng và bong bóng tài sản nói chung. Trên gần hầu hết tất cả các thị trường đều có một cái nguyên tắc gần giống nhau. Và nhiều anh chị và các bạn trong cái lĩnh vực kinh doanh trên thị trường bất động sản khi mà tham gia thì phần lớn đều đã ở cái giai đoạn, đó là giai đoạn 2 của giai đoạn, tức là tăng tốc trong cái trò chơi gọi là đẩy giá. Và những cái giai đoạn ban đầu thì anh chị và các bạn thông thường thì vẫn còn khá là e ngại. Giai đoạn sau nữa, tức là khi mà nó bước vào giai đoạn gọi là tăng tốc một cách gọi là nhanh hơn, chóng mặt hơn và bước dần đến cái giai đoạn về đích của một cái chu kỳ tăng giá, thì anh chị và các bạn mới thực sự nhìn rõ hơn được là khi mọi chuyện nó diễn ra rõ ràng hơn thì chúng ta mới thấy được. Vậy thì bất động sản, nhiều anh chị và các bạn bảo là do một số nhóm, một số cái đội lái hay là do một số đơn vị tạo lập để có thể tạo nên một cái thị trường tăng giá. Thì chúng ta xin được phép phân loại ra hai cái chủ đề. Cái chủ đề thứ nhất đó là xu hướng tăng giá chung. Nguyên nhân từ đâu thì có cái xu hướng tăng giá chung của một giai đoạn thị trường bất động sản. Và một cái chủ đề thứ hai đó là xu hướng tăng giá riêng. Và hai cái xu hướng này nó bổ trợ cho nhau, nó cùng nhau gọi là phối kết hợp để đẩy to và đẩy căng cái quả bong bóng thị trường bất động sản. Chúng ta chỉ hôm nay chỉ trao đổi riêng về cái chủ đề này. Mong rằng những trao đổi sắp tới đây thì đem lại những kiến thức hữu ích cho quý anh chị em và các bạn, và cũng không mong rằng nó sẽ tác động tới những cái quyết định mua bán của anh chị em và các bạn. Và hãy xem những chia sẻ của chúng tôi như là cái nguồn tài liệu tham khảo để anh chị em và các bạn đưa ra những cái quyết định mua bán trong thời gian sắp tới. Thì cái điều đầu tiên mà quý anh chị và các bạn thấy được á, và cũng thường biết được á, thì trong bất kỳ một cái thị trường nào thì nó đều có một cái gọi là xu hướng chung. Thì phải có xu hướng chung thì nó mới tạo ra được cái động lực cho cái xu hướng riêng của từng khu vực. Thì cái xu hướng chung của thị trường bất động sản trong những năm gần đây hoặc là một cái giai đoạn trước đó, 2007, 2008 cũng có một cái đợt mà thổi căng cái thị trường bất động sản lên. Thì theo một số cái chuyên gia mà chúng tôi thu thập thông tin được thì có 3 nguyên nhân dẫn đến là cái bất động sản năm 2007 tăng nóng. Nguyên nhân thứ nhất đó là giai đoạn năm 2007 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam được xem là cao nhất trong cái giai đoạn 2002-2007. Nguyên nhân thứ hai được cho là rằng là cái chính sách kích thích nới lỏng tiền tệ của Việt Nam trong một khoảng thời gian rất là dài, đặc biệt là cái việc nới lỏng cái tăng trưởng tín dụng, cái cung tiền của các ngân hàng. Và cái nguyên nhân thứ ba là nó đến từ cái tâm lý chung của cái giai đoạn này, thì chúng ta được giới báo chí truyền thông của trong nước, quốc tế
thì bơm thổi rất là nhiều trong cái nền kinh tế Việt Nam, chuẩn bị thành con rồng, con phượng của châu Á giai đoạn 2005-2007. Thì đó là một vài cái nguyên nhân chủ chốt mà dẫn đến cái thị trường bất động sản của Việt Nam giai đoạn 2006-2007 cũng được bơm căng và có tốc độ tăng giá. Sau này nó dẫn đến những cái hệ lụy thực sự là đến ngày hôm nay chúng ta vẫn phải ngồi đây để giải quyết. Đó chính là câu chuyện nợ xấu của các ngân hàng cộng với những vấn đề liên quan tới việc rằng là thị trường bất động sản gọi là có một giai đoạn dài sau đó thì trầm lắng. Vậy còn cái giai đoạn 2016-2019 vừa qua thì thị trường bất động sản tăng nhờ đâu? Thì về cái chủ đề xu hướng chung thì anh chị và các bạn phải lưu tâm một điều là như thế này. Trong cái giai đoạn trước đó thì chúng ta có nợ xấu của các ngân hàng thương mại, và đặc biệt là các cái khoản nợ của ngân hàng thương mại giai đoạn trước đó 2013-2016 thì nó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản. Và khi việc mà nó tập trung chủ yếu ở cái lĩnh vực bất động sản thôi thì để giải quyết cái nợ xấu này thì chúng ta cần phải làm thế nào để đưa cái giá trị bất động sản nó tăng trở lại và nó sẽ giảm thiểu được cái việc là nợ xấu sẽ chuyển thành nợ ít xấu hơn. Và cái khoản mà những cái khoản nợ xấu mà được các ngân hàng thương mại chuyển về cho VAMC, tức là công ty mua bán nợ xấu, sẽ dần dần được tháo gỡ bằng việc là giá bất động sản nhích tăng lên thì cái giá trị cầm cố và cái phần mà giá trị thực tế nó sẽ có tính tương đồng. Khi nó có tính tương đồng như vậy thì sẽ tháo gỡ được cái phần nợ cho rất nhiều các ngân hàng thương mại giai đoạn trước đó đã dính rất nhiều những cái cục nợ xấu. Thì với cái góc nhìn của cái giai đoạn trước đó thì kinh tế thì tất nhiên ngoài cái câu chuyện là nó là cái nội tại của nền kinh tế chung thì nó còn bị ảnh hưởng của cái cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ, rồi cái khủng hoảng chung của nền kinh tế thế giới 2005-2008 và nó kéo dài đến tận 2009-2013, nên là chúng ta cũng gặp phải những cái tình trạng là rất nhiều những cái khó khăn trong cái hoạt động kinh doanh. Nhưng mà nguyên nhân chủ chốt nó vẫn là liên quan đến câu chuyện là bất động sản nó gây ra những cái nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Để làm được cái điều đó, giải quyết câu chuyện đó thì chúng ta cần phải có một cái lượng vốn kích thích vào nền kinh tế đủ lớn và thúc đẩy được lại cái xu hướng mới của thị trường bất động sản tăng trở lại, thì cách đó là cách phù hợp nhất để tháo gỡ. Thì trong cái xu hướng chung đó thì buộc phải có những cái tổ chức tạo lập, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, cũng như là những cái nghị quyết, những cái chính sách của chính phủ, một số cái chính sách cụ thể hoặc là bán cụ thể, hoặc là một số những cái chính sách mà không được công khai thì chúng tôi không tiện bàn ở trong video này. Tuy vậy thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là hòa chung với cái xu hướng tăng chung của thị trường tài chính toàn cầu, thị trường bất động sản của chúng ta và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có một cái giai đoạn khoảng tầm 3 năm 2016-2017-2018 thì tăng trở lại rất tốt. Điều này thì nhiều anh chị bảo là thì thế giới nó tăng thì Việt Nam cũng tăng. Không phải đâu. Vấn đề là muốn tăng hay là muốn một cái tài sản nào đó mà nó có cái khuynh hướng gia tăng thì nó phải có cái được gọi là cái lượng cung tiền ra thị trường đủ lớn và cái động lực đủ lớn của các cái nhà tạo lập lớn thì nó mới có thể tăng lại được. Chứ còn manh muốn một vài cái công ty bất động sản, một vài cái tổ chức riêng lẻ thì không có cách nào để đẩy một cái thị trường bất động sản có cái giá trị vốn hóa, nếu tính theo cái giá trị thực nó lên tới khoảng đâu đó gần 200 tỷ đô trong một cái khoảng thời đoạn như vậy thì không có cái động lực nào đủ lớn làm được chuyện đó. Do đó thì chúng ta phải thấy được rằng là những nguyên nhân để cái xu hướng chung tăng á, thì chủ yếu đến từ cái chính sách của nhà nước, chủ yếu đến từ cái thúc đẩy mở bơm thổi hoặc là mở những cái van tín dụng để chúng ta kích thích. Ngoài ra thì những cái chính sách khác liên quan đến chính sách kỹ thuật, chính sách hỗ trợ vốn nước ngoài, chính sách đội hỗ trợ vốn đầu tư gián tiếp, rồi rất nhiều các chính sách khác nữa mà trong cái giai đoạn nửa cuối 2015 đầu 2016 đã thực hiện. Và cái điểm mà tại sao chúng tôi lại nói với anh chị và các bạn như vậy là bởi vì chúng ta không khó để nhận ra rằng là khi mà chính phủ của chúng ta mua một lượng lớn đô la Mỹ để mà vào dự trữ thì đương nhiên thì phải bơm ra một lượng cũng khá là lớn cái lượng tiền mặt Việt Nam đồng ra thị trường.
Bởi vì mua đô thì cần phải có tiền Việt Nam đồng, và cái lượng tiền đó nó đã gián tiếp đẩy vào các cái hệ thống ngân hàng thương mại, giảm bớt cái căng thẳng về mặt nguồn tiền cho các ngân hàng thương mại. Và từ đó thì các ngân hàng thương mại lại thêm được cái câu chuyện là được phép bán nợ sang cho công ty mua bán nợ xấu VAMC, thì sẽ giải tỏa được cái cục máu đông. Và cục máu đông được giải tỏa, dòng tiền ngắn hạn và dòng tiền trung hạn được giải tỏa ở cái tổng cái phương tiện thanh toán và tổng cái cung tiền, dẫn đến là các ngân hàng thương mại được phép bắt đầu mở lại cho vay những cái dự án bất động sản. Và nếu tinh ý, anh chị và các bạn sẽ nhận thấy được giai đoạn đầu 2016, nửa cuối 2015 thì có cái việc chuyển nhượng những cái dự án bất động sản đang là nợ xấu, nhưng mà nếu chuyển sang cho một cái ông chủ mới thì cái khoản nợ đó nó sẽ đương nhiên là từ xấu mà trở thành là có thể vay được, có thể cầm cố được. Thì một vài cái giai đoạn đó, đặc biệt là cái việc mà mua bán lại của doanh nghiệp tập đoàn FLC hoặc là một số các cái tập đoàn mua bán thâu tóm lại thì rất là rõ nét. Thì từ đó nó sẽ tạo ra cái xu hướng chung, là bắt đầu xu hướng chung được kích thích, được nới van, được tạo động lực để tăng. Rồi sau đó thì bắt đầu mới đến câu chuyện những cái xu hướng riêng lẻ. Những xu hướng riêng lẻ thì nó sẽ cùng chung với cái xu hướng chung. Có xu hướng chung rồi thì người ta mới những cái dự án mới, ví dụ như một công ty A, công ty B nào đó mở bán một cái dự án mới hoặc là phát triển một cái dự án mới ở một cái vùng đất, một cái nơi, một địa điểm nào đó, thì họ sẽ dùng một số rất nhiều trong số những cái biện pháp gọi là thổi giá. Có thể sử dụng những biện pháp rất là thô sơ, đó là mua rất nhiều những mảnh đất xung quanh, sau đó thì sang tên cho nhau, đẩy giá bất động sản lên để tạo cái mặt bằng giá mới, và sau đó thì họ sẽ bán cái căn hộ, cái chung cư hoặc là cái phân lô bán nền cái khu vực của họ ở một mức giá cao. Người dân thì sẽ dễ dàng là thấy là ra ở phường hoặc là ở một số nơi có cái sự mua bán thực tế như thế, thì họ sẽ tự mặc định rằng là cái giá mới là như vậy. Và cái đó là cái mà phổ biến nhất trong cái câu chuyện là tạo giá mặt bằng. Cái cách thứ hai nữa là họ sử dụng một cách gián tiếp hơn, đó là sử dụng các cái công cụ internet, công cụ về IT, quảng cáo, rồi sử dụng rất nhiều các cái biện pháp mà tạo nên một cái gọi là cái hệ thống mà bán hàng giống như kiểu Alibaba, nhưng nó chuyên nghiệp hơn và nó không khó, tức là không dễ để phát hiện. Thì rất nhiều những doanh nghiệp bất động sản có tới hàng mấy nghìn người làm nghề, và nhờ vào cái chuyện mà gọi là các cái nhân viên làm nghề đó, họ sẽ vô tình là cái đơn vị thổi giá, tạo mặt bằng giá mới cho những khu vực xung quanh của dự án, và từ đó thì bơm thổi vào tư duy khách hàng về cái sự gọi là siêu tốt, siêu hay, siêu tức là gần trường, gần đường, trường trạm, rồi có khả năng tăng giá tương lai, tức là bơm cho não những người mà đầu tư hoặc là những người đầu cơ hoặc là những người có nhu cầu về cái kỳ vọng về tương lai, để họ nhận, tức là sẵn sàng mua và sẵn sàng thổi giá hộ cho những cái dự án như vậy. Thì nó sẽ tạo ra cái xu hướng thứ hai, nó gọi là xu hướng riêng lẻ. Nhưng mà nhiều người sẽ bảo là ồ vậy thì không cần cái xu hướng chung thì cái xu hướng riêng lẻ nó cũng làm được. Đồng ý với anh chị và các bạn là nó cũng làm được, nhưng nó có cái xu hướng chung thì nó mới tạo ra một cái mặt bằng giá chung trên toàn khu vực hoặc là toàn một cái vùng miền hoặc là cả một cái thành phố nào đó, thì nó mới tạo ra được cái khuynh hướng là người người nhà nhà cùng tham gia cái lĩnh vực bất động sản. Và khi mà nhiều người cùng tham gia như vậy thì ở mức giá nào họ cũng có thể phân phối được. Còn nếu như chỉ có xu hướng riêng thôi thì nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện, đó là thổi giá lên được rồi nhưng cuối cùng thì phân phối cho ai, bởi vì không có niềm tin chung, không có cái việc hồ hởi phấn khởi của đại bộ phận trong xã hội chấp nhận với một cái mức giá mới, thì khó có thể phân phối lại các dự án cho những cái người ngoài cái nhóm tổ chức thổi giá. Thì cái chuyện thổi giá này thì đôi khi ai cũng biết nhưng mà không phải ai cũng nói và ai cũng dám nói. Chúng tôi nói cũng là một cái rủi ro rất là lớn và nó đem lại cái sự không hề vui vẻ và thậm chí là cái sự yêu thích của những người làm trong cái lĩnh vực. Nhưng thực tế những người nào đã tham gia rồi thì biết cái chuyện này, và những người tham gia bất động sản có khi còn ghét cả chúng tôi nữa. Nhưng vì cái cộng đồng chung, vì cái sự sẻ chia về kiến thức thì chúng ta cũng phải nói ra cái câu chuyện đó.
Và chỉ có xu hướng chung thì xu hướng riêng mới phát triển được. Chỉ có cái chung tăng giá thì cái riêng họ mới dám làm. Chỉ nhìn nhận và đánh giá được là cái khuynh hướng, xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của một cái thị trường, của một cái nền kinh tế, thì những cái đơn vị phát triển dự án, bởi vì những cái dự án của họ nó tồn tại từ 1 đến 3 năm, mà nếu như xu hướng chung không thuận thì đến khi mà họ phát triển xong dự án thì họ bán cho ai, nên họ cũng không dám làm. Nên điều đó là điều mà rất quan trọng. Thì cái việc hình thành nên cái quả bong bóng này thì đến đây thôi thì nó chưa đủ cái câu chuyện hình thành bong bóng, mà nó tương đồng và chúng tôi sử dụng các cái lý thuyết của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán để chúng tôi giải thích với anh chị và các bạn về câu chuyện là thị trường bất động sản nó cũng y chang như vậy luôn. Thì cái giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ tư của một cái quả bong bóng bất động sản nó sẽ hình thành như thế này. Sau khi mọi thứ đã khá ổn, giá bất động sản đã tăng từ 30 tới 50% so với giai đoạn trầm lắng trước đó, thì bất động sản bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc và giai đoạn về đích. Đây là hai trong những cái giai đoạn mà chủ yếu đến, không phải đến từ câu chuyện định giá, không phải đến từ câu chuyện tạo lập, không phải đến từ câu chuyện kích thích của chính sách để mà hỗ trợ cho cái điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nữa, mà nó đến từ tâm lý hành vi tiêu dùng, nó đến từ tâm lý hành vi của những người tham gia. Đặc biệt là giới truyền thông đóng vai trò rất lớn trong cái câu chuyện này. Những cái đám truyền thông mà được mua bài viết, được gọi là bơm tiền cho để có thể gọi là viết những bài viết về câu chuyện là đất chỗ này tăng bằng lần, đất chỗ kia tăng bằng lần, hãy mua đi mà bán nhanh, mua nhanh rồi giao dịch đi, cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nếu không làm thì sẽ không bao giờ làm được nữa. Nó thổi vào đại bộ phận dân chúng một cái tâm lý là thèm khát, và gần như có những người không có tiền vốn cũng dám sẵn sàng vay lãi ngân hàng để mua. Tôi biết có một số người thành công siêu lớn trong cái cách làm đó, tức là gần như chả có đồng vốn nào đâu mà vẫn dám mua, vẫn dám chỉ bỏ vào, tức là đồng vốn rất ít thôi, vài chục triệu đặt cọc thôi, mua xong tay, và có nhiều người đã từ tay trắng mà trở nên thành tỷ phú là có thật. Giai đoạn này là những cái giai đoạn mà tại sao người ta làm được như vậy, là bởi vì người ta có niềm tin vào cái xu hướng trước đó đang tăng. Lấy ví dụ như giá vàng vừa rồi tăng 25% á, thì bắt đầu trong xu hướng sắp tới á, thì một video khác sẽ nói về giá vàng sau, thì chúng ta không lan man sang video vàng nữa. Thì đến cái giai đoạn sau khi tăng, cái giai đoạn gọi là khởi động với lại cái giai đoạn đầu á, thì bắt đầu bước sang giai đoạn mà gọi là tăng tốc á, mà để chuẩn bị về đích á, thì cái tâm lý hành vi của người ta là sẽ rất máu. Cái người mà đang tham gia thì được lời khá ở cái giai đoạn trước đó. Có khi mà những người tinh doanh đã lời đến cả bằng gấp đôi số tiền trước đó, mua đi bán lại thôi. Hoặc thậm chí là những người không tham gia cũng cảm thấy mình giàu lên. Ví dụ như là những người dân chỉ có một căn hộ để ở thôi, nhưng mà thấy cái giá chốt bất động sản mới nó cũng khá cao, đúng không anh chị và các bạn? Nó khá cao so với trước đó, ví dụ căn hộ của họ có 1 tỷ thôi, nhưng bây giờ thấy nó 2 tỷ rồi, người ta cũng tự tin lên rất là nhiều. Và cái người tham gia thì cũng ăn được khá. Thì khi mà cái tiền mà lời á, thì người ta có khuynh hướng là dễ dãi với cái đồng tiền lời. Mặc dù đó là cái đồng tiền mà họ đã rất khó khăn trong cái giai đoạn trước đó, có thể sẽ bị thua lỗ, mới chỉ bù đắp được cái phần đó thôi. Hoặc là có thể là làm ăn, gọi là tìm kiếm thông tin nhiều, rất nhiều những thứ mà họ tưởng chừng như họ phải đổ ra rất nhiều những mồ hôi để có thể kiếm được, nhưng họ lại cực kỳ dễ dãi với cái đồng tiền lời. Và chính cái điều dễ dãi với đồng tiền lời cộng thêm với các phương tiện truyền thông, cộng thêm với cái sự dễ dãi của đám ngân hàng thương mại, nó sẽ đẩy vào trong thị trường một cái gọi là cái chất kích thích. Nó, nếu trong phản ứng hóa học nó gọi là chất xúc tác và nhiệt độ. Nhiệt độ là chính là cái sự gọi là tự tin thái quá của người tham gia dễ dãi với đồng tiền của mình. Chất xúc tác là lãi vay của ngân hàng trong một số giai đoạn được hỗ trợ giai đoạn đầu, gần như là không mất lãi, đó là chất xúc tác. Và cái thứ ba nữa là cái niềm tin vào tương lai được một số chuyên gia đánh giá sai lệch, dẫn đến câu chuyện họ tin tưởng vào tương lai quá nhiều. Và bên cạnh đó nữa thì những cái thợ điêu khắc, những thợ vẽ sẽ vẽ ra rất nhiều những cái dự án về hạ tầng xoay quanh một cái khu vực, xoay quanh một cái vùng miền, hoặc xoay quanh một cái quốc gia nào đó. Những dự án mới lớn khủng khiếp vài tỷ đô, từ đó thì họ tin người trong cuộc chơi sẽ đẩy lên cao trào, đó là tăng tốc. Và khi cái tốc độ tăng tốc nó càng nhanh bao nhiêu, tốc độ tăng giá của cái bất động sản nó được nhiều người, nhiều đơn vị công chúng cùng hò rô vào, nó giống y như là đẩy giá chứng khoán thôi anh chị và các bạn, thì nó sẽ kéo theo rất nhiều người.
Và đến khi mà nó kéo theo được những người bán chuyên, những người không chuyên và những người thậm chí như là chưa bao giờ tham gia mua bán bất động sản cũng có khuynh hướng muốn vay tiền mua bất động sản, thì đó là những người được gọi là những con cừu hoặc là những con gà, mà cuối cùng là nơi mà đích đến cho cái câu chuyện gọi là phân phối lại cái sản phẩm bất động sản trong cái chu kỳ tăng giá. Và nó bước vào giai đoạn cuối cùng, đó là những người rất rất ít hiểu biết sẽ là những người mua bất động sản và sẽ dính sẹo hoặc là sẽ gặp phải những cái thua lỗ. Thì nó bước vào giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn về đích. Nhưng cái giai đoạn tăng tốc có những cái chu kỳ nó là tăng tốc gọi là không chỉ double mà nó tăng tốc, nó xoay làm nhiều vòng. Cái vòng xoay tức là gọi là giá tác động đến giá. Có một cái câu nói của một tỷ phú đầu cơ huyền thoại là Warren Soros, ông Soros thì ông nói thế này này: giá sẽ tác động tới giá, tức là giá nó càng tăng thì nó lại trở ngược lại tác động vào giá. Là chúng tôi vừa phân tích với anh chị và các bạn, đó là cái sự tự tin thái quá của con người ta. Đấy, cái tốc độ tăng giá càng cao lên thì người ta càng lời càng nhiều, người ta càng tự tin, người ta càng ảo tưởng về sức mạnh, người ta càng dễ dẫn đến những cái câu chuyện mà đưa ra những cái quyết định sai lầm trong cái thời gian, cái giai đoạn cuối. Và nó dẫn đến cả những câu chuyện tức là tuyên truyền và là động lực để thúc đẩy tuyên truyền, kéo theo những cái người mới vào, và cuối cùng cái kết đắng cho những người mới bước vào cái cuộc chơi thổi giá, đẩy giá, tạo bong bóng này là sẽ là những người cuối cùng chịu thiệt hại, là những người cuối cùng dính vào những cái sản phẩm phân phối. Còn những kẻ tinh doanh, thậm chí những đơn vị phân phối dự án, những cái đơn vị phát triển dự án, họ gần như đã bán ở cuối giai đoạn 2, đầu giai đoạn 3 rồi. Họ đã phân phối hoàn thành, ví dụ như một dự án đã bán xong một cái khu vực quy hoạch giải tỏa mặt bằng rồi, xây dựng dự án đã phân phối xong hết rồi, ở giai đoạn 3 rồi. Họ nhận thức được và họ đánh giá được cái lợi ích, lợi nhuận của họ. Họ biết được rằng là họ bỏ ra vốn bao nhiêu, lời bao nhiêu là phù hợp với cái chuyện chu kỳ phát triển kinh doanh. Còn những người cuối cùng của cái chu kỳ ảo tưởng về sức mạnh của bong bóng bất động sản thì sẽ dính. Thì trường hợp này nó đã rất hiển thị rất rõ nếu anh chị và các bạn đang và đã tham gia ở giai đoạn trước 2006-2007. Và sau này thì dẫn đến rất nhiều những cái đại án lớn liên quan đến thị trường bất động sản và mất tiền do bất động sản. Còn gần đây thì những ai đã từng tham gia vào cái quy trình gọi là tạo một cái quả bong bóng nho nhỏ ở Vân Đồn, ở Phú Quốc, ở Đà Nẵng, ở Nha Trang, thì anh chị và các bạn dễ thấm hơn trong cái câu chuyện chúng tôi vừa nói và dễ hiểu hơn rất là nhiều. Nếu cảm thấy những thứ chúng tôi nói thực sự nó gắn với thực tế thì hãy để lại cái bình luận và chia sẻ quay thêm với anh chị và các bạn để giúp ích nhiều người hơn, hiểu hơn về một cái chu trình, một cái quy trình để tạo nên một cái quả bong bóng bất động sản. Tất cả nguồn cơn đều bắt nguồn từ cái động lực xu hướng chung. Tuy vậy, lỗi không hẳn là do cái đó, bởi vì vì điều hành kinh tế, vì điều hành chính sách họ phải làm như vậy. Nhưng đến một cái đoạn nào đó họ nhận thức ra được thì rõ ràng gần đây anh chị và các bạn thấy họ đã kìm hãm rất nhiều trong cái chính sách cho vay vào lĩnh vực rủi ro bất động sản. Những cái chính sách gọi là cụ thể liên quan đến việc là hạn chế phân lô bán nền hoặc cấp phép cho các dự án tại Vân Đồn, Phú Quốc hoặc là một số cái dự án ở nơi mà quá nóng sốt, hoặc Đà Nẵng, đưa ra những cái tuyên bố theo cái câu chuyện là kìm hãm giá bất động sản một cách rõ nét để phục vụ cho cái việc phát triển bền vững. Thì đó là cái cách mà cơ quan hoạch định chính sách họ thường làm. Nhưng tất cả mọi thứ, tất cả mọi chu trình, tất cả các cái quả bong bóng tài sản đều xuất phát từ cái phương thức, từ phải cần cái sự hỗ trợ của những cái nhà cái lớn, những cái đơn vị tạo lập. Và xoay trong đó, nếu mà đi vào chi tiết hơn nữa, những vấn đề liên quan đến câu chuyện là dễ dãi trong câu chuyện cho vay của các ngân hàng thương mại, rồi những cái câu chuyện liên quan đến những cái chiêu trò chi tiết hơn, thì anh chị và các bạn có thể đi tìm xem một số cái video của một số cái bạn mà chuyên làm về bất động sản, thì nó đi vào cái chính sách vi mô cụ thể hơn từng khu vực. Còn chúng tôi chỉ là những người mà làm cái chương trình chia sẻ dựa trên cái hoạch định chính sách vĩ mô và dựa trên cái nguồn cung của tài chính, dòng tiền để đưa ra những cái xu hướng, những cái nhận định. Mong rằng là những cái nhận định của chúng tôi đem lại những hữu ích nhất định cho quý anh chị và các bạn. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng like, chia sẻ và Thắng đây. Hãy ủng hộ Thắng bằng việc đăng ký kênh để sớm đạt được 50.000 subscriber trong thời gian sắp tới. Nhớ đăng ký kênh anh chị và các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại.